Mày đang vẽ bằng bút chì thì hết mực à? Ít nhất thì một bức tranh nó phải có một cái sự đồng bộ nhất định. Các bạn vẽ tôi, làm ơn các bạn vẽ cái dây chuyền của tôi cho nó thanh mảnh và nó đẹp một tí được không? Mẹ trông gì cái xích chó cả. Bây giờ em vẽ lại nha, anh đừng chừa đấy nữa. Thế này gió cũng lùng ngọt vào tai em, tất anh đừng bật tình yêu lên sao, càng say anh lại càng yêu em, nói thật lòng người cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng chẳng vui đâu. Đinh 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 đinh, cảm ơn Đạt nhá.